Tiểu thuyết Thằng Cười, tác giả Victor Hugo, người đọc Trần Châu. Tiếng cổ vũ dội xuân hai võ sĩ rào rào như mưa đá. Bravo, Hemgels, good, well done, hallelujah. Now, Phelan. Và phe cánh của Hemgels lại tốt bụng nhắc hăn câu động viên, móc mắt nó ra. Hemgels còn làm hơn thế, đột ngột cúi xuống rồi vung lên như một con rắn uống mình. Nở đám Flamgemandon vào chính giữa mỏ ác. Tên khổng lồ lão đảo, chơi xấu. Tử tước Bạc Na khét lên. Flamgemandon vừa khuỷu vào đầu của Kulter vừa nói, tôi bắt đầu thấy nóng người rồi. Quân tước De Sertum vội hỏi ý kiến trọng tài và tuyên bố tạm nghỉ 5 phút. Flamgemandon đuối sức rồi. Kinter lao máu ở mắt và mồ hôi trên người cho anh ta bằng một miếng nỉ và ấn một cái miệng chai vào mồm anh ta. Đang hiệp thứ 11, Flamgemandon ngoài vết thương ở trán còn bị đấm nhừ cơ ngực, sưng bụng và thâm tím mình mẩy. Hemgels chẳng sao cả, trong đám thượng lưu có tiếng rì rầm. Quân tước Bạc Na nhắc lại, trời sâu, cốc quà. Quân tước Hemiho nói, tôi đòi tiền đặt của tôi đấy. Ngài Thomas Culpepper nói lại, và vị hội viên tôn kính thay mặt thị trấn St. Evan, ngài Bartholomew Cassio thêm vào, hãy trả lại tôi 500 guinea, tôi đi về đây. Định trận đâu thôi, khán giả gào thét. Nhưng Flamgemandon bỗng đứng dậy, lão đảo gần như một người say rượu và nói, cứ tiếp tục trận đấu với một điều kiện, tôi cũng sẽ có quyền chơi xấu một quả. Từ bốn phía người ta hét to, đồng ý. Hemgels nhún vai. 5 phút đã trôi qua, lại vào hiệp khác. Trận đấu đối với Flamgemandon là một cảnh hấp hối, đối với Hemgels lại thành một trò chơi. Hòa học thế đây, thằng bé tìm được cách cho anh chàng to xác vào thế Chancery, nghĩa là thành lình Hemgels, dùng cánh tay phải gộp lại như cùm thép khóa cái đầu to của Hemgels, giữ rịt anh ta trong nách, cố gập gáy thấp, đồng thời dùng quả đấm phải nện liên hồi như búa nện vào đinh. Nhưng lại thúc ngầm từ dưới lên, nọ cũng mặc sức đấm nát mặt anh kia. Cuối cùng đến lúc Flamgemandon được thả ra ngẩng đầu lên thì không sao nhận ra bộ mặt anh ta nữa. Những chỗ trước kia là mũi, là mắt, là mồm, nay chỉ còn là một thứ gần như bọt biển đen nhúng vào máu. Anh ta nhổ toẹt ra đất 4 cái răng rồi ngã vật xuống. Kulter đỡ anh ta lên nằm trên đầu gối. Hemgels chỉ hơi xây xác đôi chút, nó bị dài ở chỗ bầm không đáng kể và một vài vết xước ở bên xương quai xanh. Không anh nào thấy rét nữa. Người ta thấy Flamgemandon 10 phần thua cả 10. Harry Carleton gào tướng lên, Flamgemandon hết hy vọng rồi. Tôi cược Hemgels được đây. Tôi đặt danh dự nguyên lão Benkeaka và tước vị quân tước Benlil của tôi, ăn một bộ tóc giả cũ của tổng giám ngục Canterbury đây. Đưa cái mõm của mày đây, Kulter nói với Flamgemandon và lùa miếng nỉ đẫm máu vào trong chai. Lão rửa mặt cho anh chàng bằng rượu gin. Người ta lại trông thấy mồm và Flamgemandon mở một miếng mắt ra, hai thái dương dường như bị sạn. Cố hiệp nữa anh bạn à, Kulter nói và lão tiếp thêm, vì dinh dự thành phố đồng bằng. Cánh Sugan và cánh Irland hiểu nhau. Tuy nhiên, Flamgemandon không có dấu hiệu gì tỏ ra là đầu óc anh ta còn tỉnh táo. Flamgemandon đứng dậy, Kulter đỡ anh ta. Đây là hiệp thứ 25. Qua cách thủ thế của anh chàng Cyclops này, vì anh ta chỉ còn một mắt, người ta hiểu là đã đến lúc kết thúc và không còn ai nghi ngờ thất bại của anh nữa. Anh lay thế thủ trên cầm, tư thế dũng về của kẻ sắp chết. Hemgels chỉ hơi lấm tấm mồ hôi hét to, tôi cá cho tôi, 1.000 ăn một đây. Hemgels giơ cánh tay lên, đấm một quả và lạ thay, cả hai cùng ngã giật ra, có tiếng hồng hộc thích thú. Chính Flamgemandon đang hả dạ. Anh ta đã lợi dụng quả đấm khủng khiếp của Hemgels giáng xuống sọ anh để đấm một cú trái luật và giữa sống hắn. Hemgels nằm thẳng cẳng rên hừ hừ. Khán giả nhìn Hemgels ở đất là nói, trừ nợ, toàn thể đều vỗ tay, kể cả những người thua. Flamgemandon đã đánh một cú trái luật trả đũa một cú trái luật và đã hành động đúng quyền của mình. Người ta lấy cán khi Hemgels đi, dư luận cho rằng hắn sẽ không tỉnh lại. Quân tước Robert rào tướng, tôi được 1.200.000 guinea. Tất nhiên Flamgemandon quạt quẹo suốt đời.
Ra cửa, Roseanne nắm cánh tay của quân tướng David. Cử chỉ được tha thứ giữa những người đã giao ước. Cô ả nói thẳng với anh chàng, rất hay, nhưng sao? Tôi cứ tưởng đi xem thì hết chán, thế mà không. Quân tướng David đứng lại nhìn Roseanne, ngậm mồm như phòng má vừa lắc đầu. Thế có nghĩa là coi chừng. Và nói với nữ công tước, chán thì chỉ có một phương cứu chữa. Phương gì? Gwynplaine. Nữ công tước hỏi, Gwynplaine là cái gì? Quyển 2, Gwynplaine và Dea. Một La Mã, nơi người ta thấy gương mặt của người mà người ta chỉ mới thấy hành động. Thiên nhiên đã rất quan phí về mặt ân huệ đối với Gwynplaine. Thiên nhiên đã bác cho nó một cái mõm rộng quát đến mang tay, hai tay cúp xuống tận mắt, một cái mũi dị hình để lúc la lúc lắc. Đôi nhãn mục của kẻ làm trò khỉ và bộ mặt hề trông thấy là không ai nhịn được cười. Chúng tôi vừa nói rằng thiên nhiên đã ban tặng cho Gwynplaine thì quá nhiều. Nhưng có đúng thiên nhiên không? Con người có tiếp tay thiên nhiên không? Hai con mắt giống hệt hai cái cửa trổ sang hàng xóm. Mồm là một chỗ đứt đoạn, một cục u gắn tẹt với hai lỗ thủng là mũi. Mặt là một cái gì vàng bạc và toàn bộ những thứ đó hợp lại thành vẻ cười. Những kỳ công như vậy chắc chắn một mình thiên nhiên không thể làm nổi. Có điều cười phải đồng nghĩa với hoan hỷ không? Nếu trước mắt anh hề rong ấy thì đúng là một anh hề rong. Người ta để tiêu tan mất cái cảm giác vui vẻ đầu tiên và để quan sát kỹ con người ấy. Người ta khắc nhận ra ngay dấu vết của nghệ thuật. Một khuôn mặt như thế không thể do ngẫu nhiên mà phải do ý muốn. Hoàn chỉnh đến mức ấy không thể có trong thiên nhiên. Con người không làm được gì cho vẻ đẹp của mình, nhưng lại có thể làm tất cả trong vẻ xấu. Từ một nét mặt xấu xí, anh không thể làm nên một dáng mặt La Mã, nhưng từ một cái mũi Hy Lạp, anh có thể làm thành một cái mũi tẹt. Chỉ cần cắt xẻo chân mũi và làm tẹt hai cánh mũi xuống, tiếng Latin hạ lưu thời Trung Cổ không phải vô cớ đã tạo nên động từ Denasa, Gwynplaine. Ngày bé có dáng được chú ý để người ta chăm lo đến mức phải thay đổi bộ mặt cho nó không? Tại sao lại không? Dù chỉ nhằm mục đích triển lãm và trục lợi, người xét bề ngoài phải có những người mua bán trẻ con tài tình cắt giá bộ mặt ấy. Dường như hiển nhiên một khoa học khó hiểu có thể làm quyền bí so với giải phẫu, cũng như khoa luyện đan so với hóa học đã cắt xẻo mớ thịt kia chắc chắn vào lúc tuổi còn rất nhỏ và đã có dũng tâm tạo nên bộ mặt đó. Khoa học ấy có tài cắt khâu giá buộc, đã rạch mồm, phanh môi, lọi lợi, căng tai, tách các phần sụn, làm hỗn loạn bộ hông mày và hai má, làm rỗng cơ gò má, xoa nhò các đường khâu và các vết sẹo, lấy da và lấp các vết thương, đồng thời giữ cho bộ mặt luôn luôn ở trạng thái quát rộng. Và từ công trình điêu khắc có hiệu quả và sâu sắc ấy đã nảy ra cái mặt nạ đó, tức là Gwynplaine. Con người đâu có sinh ra như vậy, dẫu sao thì cũng phải khâm phục kết quả về Gwynplaine. Gwynplaine là một tặng phẩm của Thượng Đế dành cho buồn phiền con người. Thượng Đế nào có thể có một Thượng Đế ma quỷ giống như Thượng Đế Chúa Trời không? Chúng tôi đặt câu hỏi mà không giải đáp. Gwynplaine là một tên hề múa rối. Nó cho công chúng xem mặt nó, không hiệu quả nào có thể so sánh với hiệu quả của nó. Chỉ cần chìa bộ mặt ra là nó chữa được bệnh u uất tâm thần. Nhưng người đang thọ tang cần tránh nó, vì nếu nhìn thấy nó là ngượng ngùng và buộc phải cười một cách khiêm nhã. Một hôm có một tên đao phủ đến, Gwynplaine đã làm cho hắn phì cười. Trông thấy Gwynplaine là người ta ôm bụng, nghe nó cất tiếng là người ta bò lăn ra đất. Nó là đối cực của buồn phiền, u sầu ở đầu này, Gwynplaine ở đầu kia. Vì vậy, trong các bãi chợ phim và tại các ngã tư, chẳng mấy lúc nó đã nổi tiếng là con người gớm chết. Chính nhờ cười mà Gwynplaine gây được cười. Thế nhưng nó lại không cười, mặt nó cười, tư tưởng nó không cười. Bộ mặt kỳ dị mà tình cờ hay một nghề nghiệp hết sức quái đản đã tạo nên cho nó. Cười một mình, Gwynplaine không tham dự gì vào đó cả. Vẻ ngoài không tùy thuộc ở nội tâm. Cái cười mà nó không hề để lên trán, lên má, lên lông mày, lên miệng đó, nó không thể cắt bỏ nổi. Người ta nên vĩnh viễn gắn cái cười đó lên mặt nó. Đó là cái cười tự động và căng cứng đờ, lại càng không cưỡng nổi. Không một ai tránh được cái nhếch mép đó. Mồm có hai lối co dúng hai lây, đó là lúc cười và lúc ngáp.
Do hiệu lực của cuộc phẫu thuật bí mật mà Gwynplaine phải chịu, có lẽ từ hồi còn bé, tất cả các bộ phận trên mặt nó đều góp phần vào cái nhớp nếp đó. Toàn bộ diện mạo của nó đều trâu vào đấy như một cái bánh xe tập trung vào ô trục. Tất cả mọi cảm xúc của nó, bất luận thế nào, cũng đều tăng thêm, hay nói đúng hơn, đều làm rõ thêm nét vui nhộn của bộ mặt kỳ dị đó. Một thoáng ngạc nhiên, một nỗi đau khổ, một cơn giận chợt đến, một chút cảm thương, chỉ làm tăng cái vẻ cười nhăn nhở của các cơ bắp. Da không phải khóc, nó cũng vẫn cười. Và dù Gwynplaine làm gì, muốn gì, nghĩ gì, hãy nó vừa ngẩng đầu lên là đám đông. Nếu có đám đông ở đó, cũng có ngay trước mặt cái hình ảnh ma quái, tiếng cười như sấm nổ. Ta hãy hình dung một cái đầu của Medusa vui vẻ. Tất cả những gì đang nằm trong đầu óc đều tan tác trước bất ngờ đó, và người ta cứ phải cười. Nghệ thuật cổ xưa vẫn gắn trên mấy nhà các rạp hát Hy Lạp một cái mặt tươi cười bằng đồng. Bộ mặt đó gọi là thần hài kịch. Bộ mặt bằng đồng đó dường như cười và gây cười, nhưng lại trầm ngâm. Tất cả những chuyện nhại chơi dẫn đến chỗ mất trí, tất cả những sự châm biếm lại dẫn đến chỗ khôn ngoan, đều cô đúc lại và kết hợp với nhau trên bộ mặt đó. Tổng số những lo âu, những ảo mộng tiêu tan, những chán chường và phiền muộn được tính toán trên cái trán bình thản đó, và cho ta cái tổng số bi đát là sự vui vẻ. Một bên nhếch mép lên, phi nhân loại vì chế giễu, một bên phi các thần linh vì bán bổ. Mọi người đều đối chiếu cái mẫu mực châm biếm chua chát lý tưởng đó với bản thử mỉa mai mà mỗi người đều có trong lòng mình. Và đám đông luôn luôn đổi mới xung quanh nụ cười cố định đó, nghi ngất vì khoan khoai trước vẻ bất động tan tóc của nụ cười ngạo mạn. Cái mặt nạ buồn thảm cứng đờ đó của nền hài kịch cổ xưa gắn lắp cho một con người sống, hầu như có thể nói chính là Gwynplaine. Cái đầu gớm ghiếc đó của vui cười ngặt nghẽo không dứt, Gwynplaine mang nó trên cổ. Đối với đôi vai của một con người, cái cười bất diệt là một gánh nặng khủng khiếp. Cái cười muôn thở, chúng ta hãy đồng ý với nhau và hãy giải thích cho rõ. Cứ theo lời phái thiện ác nhị nguyên giáo, cái tuyệt đối đôi lúc cũng giữ bộ, và chính Chúa Trời cũng có những phút gian đoạn. Chúng ta hãy đồng ý với nhau về mặt ý chí. Chúng ta không công nhận có lúc ý chí có thể hoàn toàn bất lực. Mọi cuộc sống đều như một bức thư mà câu tay bút làm thay đổi ý. Đối với Gwynplaine thì câu tay bút như sau: cố gắng đem hết nghị lực, tập trung toàn bộ chú ý với điều kiện không một cảm xúc nào làm nó sao nhãng, và làm chùng sự cố gắng bất động. Nó có thể ngăn chặn cái nhếch mép vĩnh viễn trên mặt nó, và có thể phủ lên mặt một thư khăn trùm bi đát. Lúc ấy người ta không cười trước mặt nó nữa, mà người ta rùng mình. Cố gắng đó cần nói rõ, hầu như Gwynplaine không bao giờ thực hiện, vì rất mệt mỏi, nhức nhối và căng thẳng không sao chịu nổi. Giá là chỉ cần nhãn đi một tí xúc động, một tí là cái cười đó thoang mất trong giây lát không sao cưỡng nổi, như một đợt triều lui lại tái hiện trên mặt. Và xúc động, bất kể xúc động nào, càng dữ dội thì vẻ cười lại càng mãnh liệt. Không kể điều hạn chế nói trên, Gwynplaine có cái cười vĩnh viễn. Trong thấy Gwynplaine, mọi người đều cười, cười xong người ta ngoảnh mặt đi, nhất là các bà thì khiếp đảm. Con người ấy thật khủng khiếp. Cái cười ngặt nghẽo như một khoản công phẩm phải nộp. Người ta vui vẻ chịu, nhưng hầu như máy móc. Sau đó khi nụ cười đã nguội lạnh, một phụ nữ không thể nào chịu nổi và không thể nào nhìn thẳng Gwynplaine. Loại trừ bộ mặt quay gỡ ra, Gwynplaine to cao, cân đối nhanh nhẹn, chẳng dị dạng chút nào. Thêm một dấu hiệu nữa trong các chuyện phỏng đoán rằng Gwynplaine là một sáng tạo của nghệ thuật hơn một tác phẩm của thiên nhiên. Gwynplaine có thân hình đẹp, hẳn trước kia phải có bộ mặt đẹp. Lúc sinh ra nó phải là một đứa bé như mọi đứa khác. Người ta đã bảo toàn nguyên vẹn thân thể và chỉ sửa sang bộ mặt. Gwynplaine đã bị chủ tâm cắt giá. Ít ra đấy là điều có vẻ hợp lý. Người ta đã để lại cho nó bộ răng. Răng cần để cười. Đầu người chết vẫn giữ cả răng. Vết mổ xẻ trên mặt nó hẳn phải kinh khủng lắm. Nó không nhớ đến chuyện đó, nhưng như thế không chứng tỏ rằng nó không bị mổ xẻ. Việc chạm trổ của phẫu thuật chỉ có thể thành công trên một đứa bé còn bé. Do đó nó ít ý thức đến những việc đã xảy đến với nó, và có thể dễ dàng ngộ nhận một thương tích là một dị tật. Ngoài ra từ thời ấy, ta hãy nhớ lại các phương tiện làm cho người bị mổ xẻ ngủ thiếp và không biết đau đã được biết đến rồi.
có điều thời ấy người ta gọi đó là pháp thuật, ngày nay người ta gọi là gây mê. Ngoài bộ mặt đó, bọn người nuôi Gwynplaine đã dạy cho nó những thủ đoạn của nhà thể thao và lực sĩ. Các khớp xương của nó được khéo léo uốn nắn và thích hợp trong những lối co gặp trái chiều, đã được luyện tập để làm trò hề và có thể như bản lề cửa, cử động đủ mọi chiều. Trong việc thích nghi với nghề múa rối của nó, không có một việc gì bị bỏ qua. Tóc Gwynplaine được nhuộm màu nâu vàng vĩnh viễn, bí quyết mà ngày nay người ta đã tìm được. Các bà nhan sắc vẫn sử dụng nó. Cái xưa kia làm cho xấu xí thì ngày nay được xem là tốt để làm duyên. Gwynplaine có bộ tóc màu vàng. Lớp nhuộm tóc đó, bề ngoài có vẻ như quỷ hoại, đã làm cho tóc giữ được sắc thái của len và sờ thấy răm rác. Cái mơ lẫm chởm hung hung đó, nôm giống bồn thú hơn tóc người. Phủ kín một cái sọ to sinh ra để chứa đựng tư tưởng. Cái việc mổ xẻ tầm thường đã lấy mất vẻ hài hòa của bộ mặt và làm đảo lộn tất cả mối thịt kia, lại không động chạm đến hộp não. Góc mặt của Gwynplaine nôm hùng dũng và đáng ngạc nhiên. Sau nét cười đó có một tâm hồn cũng biết mở rộng như tất cả chúng ta. Giả là cái cười đó đối với Gwynplaine là cả một tài năng, nó không thể làm gì nên tài năng đó mà chỉ biết lợi dụng. Nhờ cái cười đó là làm ăn kiếm sống, Gwynplaine chắc hẳn người ta đã nhận ra đó là thằng bé bị bỏ rơi vào một chiều đông trên bờ biển Portland và được đón nhận trong một chiếc lều tồi tàn lưu động ở Weymouth. Hai La Mã, Dea, thằng bé bây giờ là một người lớn. 15 năm đã trôi qua, năm ấy là năm 1705. Gwynplaine sắp 25 tuổi. Ulysses đã giữ hai đứa bé ở dưới ông, thế là thành một nhóm người dài đây mai đó. Ulysses và Omo đều già rồi. Ulysses đang hoàng tò hói, lòng con sói đang chuyển màu xám. Tuổi sói không được ấn định như tuổi chó. Theo Moland, có những con sói sống đến 80 tuổi. Trong số đó có giống Kubara nhỏ, là giống sói hương của Canis Nibilis của xe. Con bé bắt được trên xác người đàn bà chết giờ đây là một cô gái 16 tuổi, xanh xao với mái tóc nâu, gầy gò mảnh khảnh, gần như run rẩy vì quá yếu đuối, khiến cho người khác không dám chạm vào. Xinh đẹp tuyệt vời, đôi mắt đầy ánh sáng mù. Cái đêm đông bất hạnh quật ngã người đàn bà ăn mày với đứa con trong tuyết đã làm một công đôi diện, người giết chết người mẹ và làm mù đứa con. Mù đã vĩnh viễn làm tê liệt con người của cháu bé, nay cũng đã thành một người đàn bà. Trên khuôn mặt của nó, nơi mà ánh sáng không hề xuyên qua, hai khoe môi buồn bã trễ xuống biểu thị niềm thất vọng đắng cay chua xót. Đôi mắt to và sáng có cái nét kỳ lạ là đối với nó thì tắt, nhưng đối với người khác thì lại long lanh. Đó là những ngọn đuốc sáng bí mật chỉ soi chiếu bên ngoài. Cô ban phát ánh sáng mà bản thân lại không có ánh sáng. Đôi mắt đã biến mất ấy luôn luôn chói ngời. Cô bé tù nhân của bóng tối kia làm bừng sáng cái nơi tâm tối cô đang sống. Từ tận cùng cõi u minh lan trị của cô, từ sau bức tường đen gọi là mù lòa, cô phải tỏa ra một thứ hào quang. Cô không trông thấy mặt trời bên ngoài, nhưng mọi người lại nhìn thấy trong cô một tâm hồn. Vẻ nhìn bất động của cô có cái gì chăm chú của thần tiên. Cô là trời đêm, và từ trong bóng tối vô phương biến đổi đã kết nguyện với chính cô, cũng bước ra như một thiên thể. Isis, con người cuồng sinh tên Latin, đã đặt tên cô là Dea, nữ thần. Ông cũng có tham khảo sơ qua ý kiến của con sói. Ông nói với nó: mày tượng trưng con người, tao tượng trưng con vật. Chúng mình là hạ giới, con bé này sẽ tượng trưng cho thượng giới. Bấy nhiêu yếu hèn là sức mạnh toàn năng đây. Bằng cách đó tất cả vũ trụ, nhân loại, xuất vật, thần thánh sẽ ở trong lều chúng ta. Con sói đã không phản đối gì, và thế là cô bé bắt được mang tên Dea.